I want you so very strong. You can tie it. You have baby so much. You tie it. No, no, more. You bang, you bang back. Nhưng mà chị ở Hà Nội rồi, chị quen anh ở đâu? Quen Hà Nội luôn. Rồi à, anh có thích ăn cái này không? Anh ăn không được. À, ăn ngon mà không ăn được, phải không, nghe mùi mắm. Do you want have girlfriend? Yeah. My girlfriend inside. Really? Yes. Girlfriend. Dễ thương quá. Ây ơi, dễ thương nha. How old are you? 25. Yeah. You can speak Vietnamese? Not what you? And you know Vietnamese little bit? What you? Xin chào, you know. Welcome Vietnam. Tôi đến Việt Nam. You know. If you are one girlfriend, okay, you can meet me. Original, single. Nơi đây là một cái nơi lầu 1 thì để dành cho tất cả anh chị em nào thích có cặp có đôi, lãng mạn, nhẹ nhàng thì có thể là lên trên lầu đây. Và đặc biệt nữa, đây có hai người con trai mà ai mà boss man đó thì có thể hợp ru với anh này. Thì ở trên đây cũng rất là thoáng mát luôn, rất là dễ thương. Những ai thích nhẹ nhàng thì lên đây hợp lý. Và kế tiếp nữa thì thiếu muỗng, thiếu chén, thiếu tô, nước mắm gì đó đây có sẵn hết. Và bây giờ thì sẽ quay lên không gian lầu trên nha. Lầu trên là xuất sắc luôn. Lầu trên là thì thích nhất nha quý vị. Một cái nơi không gian rất là yên bình với lại mát mẻ đó. Và thợ vẽ đang vẽ cho mọi người xem nha. Thì Thi mới đem bàn về nè. Hết 12 triệu tiền bàn. Thì bữa nay thì đầu tư ra 12 triệu tiền bàn. Với lại mua lavabo rửa tay ngay đây. Đây là cái lavabo mà Thi mua á, là cái màu vàng cho nó hợp chung với giống như cái hoàng cung. Mà thì Thi mua luôn cả cái đồ bật này lên cũng màu vàng luôn. Với lại cái lavabo cũng màu vàng mà cái lavabo chưa đem lại. Đem lại rồi. Thì Thi sẽ mua cái kiến này nè. Riêng cái biệt kiến này luôn. Thì cái kiến này trị giá là 2 triệu đồng. 2 triệu mấy lận, nhưng mà người ta thấy Thi quen á, người ta bán cho Thi có 2 triệu à. Thì Thi bắt ngay đây với lại cái lavabo. Thì bữa nay là Thi đầu tư hết là ở trên là cái kiến 2 triệu. Cái lavabo này cỡ 1 triệu mấy à. 1 triệu mấy với cái này nữa, nói chung ra là cặp ba món này là trị giá là 3 triệu đồng. 3 triệu mấy. Bàn ghế này á là Thi mua cái loại chắc nha mọi người, inox chắc. Có cái bàn mà loại cái có 600-700 mà nó không có chắc đâu, cái này chắc lắm. Nè. Cái này nó cứng nha. Còn có cái để nặng lên cái là nó gãy liền, nó gãy chân liền. Thì nè, mấy cái bàn này nè là Thi mua ở dưới còn dư thì sẽ đem lên đây luôn. Thì trên đây sẽ Thi nghĩ là ngày khai trương là sẽ đông. Và kế tiếp nữa, ngày chủ nhật nữa, ngày mai mua bồn tiểu nam 2 triệu. Cái này là 2 triệu đó, thợ điện. Cái tiểu nam này nè, nó là motor tự động luôn. Mẹ bán nó ra biết sao không? Mẹ bán xong bắt đầu mẹ bán cho người ta 2 cái, người ta không lấy, người ta lấy con cái người ta trả lại bán cái, còn cái cuối cùng trong kho mới bán rẻ cho mình luôn. Bởi nó bán vốn, cái mua là 3,2 triệu đó. Cái này là 3,2 triệu. Bởi vì bữa nay Thi đi mua mình on Thi á, Thi đi ra bên cái gì Lý Thường Kiệt hả? Đường Lý Thường Kiệt, cái đường mà ngay chỗ bệnh viện gì đó. Tôi Yến Thành. Đi ra ngoài mua rẻ mà người ta quen không luôn, đi ra ngoài nguyên cái vậy đó, ai cũng quen Thi hết trơn luôn. Thi vô Thi coi đèn này nọ đó, ai cũng quen Thi hết vô, người ta giảm giá liền. Ở trên đây thì Thi sẽ làm một cái nhà vệ sinh nam bên ngay đây. Ngay đây là cái nhà vệ sinh nam, thì Thi dừng tre với là dừa với lại cây cối ngay đây để cho dễ tưới nước luôn. Còn đây là vệ sinh nữ. Vệ sinh nữ là Thi sẽ có gắn máy quạt nha, gắn máy quạt với lại bồn hút khói. Hút đó. Này là cây dừa thì Thi sẽ trang trí thêm nữa, nhưng mà chưa đâu nha, mới à. Thì ở trên đây Thi phải gắn thêm một cái truyền hình. Hoặc là Thi lấy cái truyền hình ở dưới lầu 2 này nè, Thi đem lên đây ngay đây. Và cái truyền hình nhỏ Thi mua một cái để dưới lại. Để sao cho nó phù hợp, để khi mọi người ngồi chơi mà có được xem hình ảnh Thi đó, nó cũng dễ thương. Thì Thi để cái truyền hình ngay đây nha. Thi phải mua cái truyền hình ngay đây, một là một cái bự luôn. Đó, để cho mọi người coi. Còn quạt thì Thi xài quạt cây, tại vì trên đây mát lắm, ở trên đây mát hơn ở dưới nữa. Thì mở đèn lên nha mọi người, quay nè. Đó. Hoành tráng chưa? Nhưng mấy cái này có đèn chưa không thợ điện? Mấy cái lồng lồng nè. Mấy cái lồng có rồi. Mở luôn. Thì buổi tối đẹp lắm nha. Đó. Đó. Hoành tráng chưa? Nhức nách chưa? Thì những cái đồ mà Thi cha đi du lịch chơi nè, đó, đồ trang trí này nọ trưng bày thì Thi sẽ trưng bày vô cái tủ này. Một cái nữa không thợ điện ơi, nhà vệ sinh nam phải gắn cái quạt luôn nha. Gắn cái quạt bắn vô ngay vệ sinh. Với lại nhà vệ sinh nữ gắn cái quạt luôn, còn quạt dư nhiều lắm ở bệnh á. Quạt treo tường thôi, tôi dưới đó tôi gỡ ra đó. Rồi với lại bên nhà vệ sinh nữ hút mấy quạt, mấy hút nữa gắn cái bàn thờ lên ngay chỗ khu đó cho tôi luôn. Ngày mai khai trương rồi đó. Bây giờ bữa nay chú vẽ cái cây trên nóc nhà đẹp quá ha. Đó. Hồi bữa ông vẽ cái hình, bữa nay ông vẽ cái cây.
Cho nên là ở trên đây phải để phun sương mới sao nó mới lãng mạn. Mấy tháng trước đi thì có lời đi thì còn đắp qua cái tháng này ok để trang trí, mọi người sẽ đến ăn tiếp tục nữa. Đó là một cái sự đầu tư hoành tráng của Thi để sao để cho mọi người tiện lợi. Làm sao mà cho khách đến đông, làm sao mà cho khách thích, làm sao mà cho cái khách yêu mến thì phải đầu tư. Mà đầu tư mà hoành tráng quy mô thì người ta mới thích đến. Tại cái gì mà vô mà đăng đê đê nhìn kiểu như mà nó không sạch sẽ gì hết trơn thì nhìn nó chán lắm. Cho nên thôi, lỡ đầu tư rồi chơi tới bến, đầu tư 170 triệu à, mở quán trên lầu hai. À, Thi sẽ gắn cái lo nghe từ dưới lên trên, ở trên đây quay nhỏ. Đó, bắt đầu Thi sẽ làm hết. Để sao để lỡ rồi chơi tới bến luôn. Kiểu như là mình mà không chơi tới bến á, già mình sụm nụ. Mình sụm nụ là mình ngấm cua đèo á, là mình lúc đó mình không có được xài, mình không được chơi. Cho nên đời bây giờ hơn cứ như là mình không biết trước được trước. Cho nên mình còn sức mình cứ còn chơi. Chơi chừng nào mà hết sức rồi ngấm cua đèo nghỉ chơi. Thì đây là bánh tráng phơi sương, một bịch 15.000. Cả nhà có thể thưởng thức bánh tráng phơi sương tại quán Thi Thi nha. Với lại một cái nữa thì bánh kẹp sấy giòn cực kỳ ngon. Đây là ba khía hũ 200.000 một hũ. Củ kiệu, tai heo, ngâm chua ngọt, cả nhà có thể đổ vô chung với nhau ngâm, cực kỳ ngon. Nơi đây là cái nơi bán bún riêu và ốc bu luộc. Ốc bu luộc bữa nay thì có mối nha, mua bự bự lắm nha mọi người. Có mối mối, con nào con lấy bành bành luôn. Ốc bu luộc, cá lim kìm chiên, cả giò chiên, khách hàng đến rất là đông đúc. Và bữa nay trời cũng đang mưa. Anh này thấy ghét quá vậy trời, anh này là top hả? Vợ chồng à. Trời ơi, ngon quá vậy, anh top ngon quá vậy trời. Quen lâu chưa? Mới quen nãy. Mới quen luôn hả? Cái cưng quá vậy trời. Lên Sài Gòn mới quen được. Mới lên Sài Gòn quen luôn. Trời ơi, rồi ba má biết chưa? Chưa biết, đừng có đăng live stream lên nha trời. Chưa luôn hả? Chết rồi, ba má chưa biết mình luôn hả? Chưa biết luôn hả anh? Biết rồi hả? Biết hai người quen nhau hả? Mà đó anh đâu công khai phải không? Có nói không? Có. À, anh có nói rồi. Có nói rồi, cũng dễ thương mà đẹp quá, nhìn không biết đâu. Năm nay được 30 chưa? 30, 31 phải không? Nhìn thấy ghét quá, nhìn thấy cưng ghê. Có làm rồi thấy ghét ghê vậy đó. Bữa nào rảnh chở em đi chơi nha. Thấy cưng quá à. Bữa nào bỏ bộ nhà đi chơi với em bữa. Cảm ơn nha, chúc gia đình mình ăn vui vẻ nè. Đặc biệt nữa ngày hôm nay thì thứ bảy cũng lai rai. Hai người đến từ đâu vậy? Là ở Nha Trang. Ở Nha Trang, rồi ở Nha Trang vô đây chơi. Giác vali mới tới. À, giác vali mới tới. Hai người đi chung với hai người này hả? Đúng rồi. Hai người này là bạn bè hay là bồ bịch? À, là bồ. Anh này là chồng, anh này là vợ. Quen lâu chưa? Quen được 3 năm. Quen được 3 năm rồi, ba má biết chứ trời. Anh này ngon quá gì, sạch sẽo quá gì trời. Trắng tươi luôn á trời. Trắng tươi thơm ghê á. Ngồi gần mà thơm ghê á. Trời ơi, thơm thấy ghét ghê vậy trời. Thơm thấy cưng ghê. Năm nay được nhiêu tuổi vậy? 26 tuổi. Anh đến từ đâu? Nha Trang luôn. Hỏi trai Nha Trang sạch sẽ đẹp đẽo ha. Muốn lấy chồng Nha Trang ghê á. Bữa nào anh nào Nha Trang nhớ thấy em vô comment nha. Ngon ngon cỡ này cũng được. Rồi Nha Trang ngoài biển hả? Mà sao không thấy đen gì trắng bóc vậy? Hả? À, rồi hai người quen nhau ngoài luôn. Rồi hai người có ở chung chưa? Ở chung rồi. Mướn nhà có bán buôn gì không? Kinh doanh. Kinh doanh. Bán gì mỹ phẩm? Kinh doanh áo cưới. Áo cưới. Anh này làm trang điểm chụp hình. Anh trang điểm. Anh là trang điểm. Anh trang điểm, anh này kinh doanh áo cưới. Hai người kết hợp nhau. Ồ, dễ thương quá ha, hợp ru với nhau ha. Ngon quá à, nhìn sạch sẽ ngon ghê, thơm ghê. Từ dưới lên trên luôn trời. Thấy cưng gì trời. À, ghét ghê vậy trời. Ghét ghê gì đó. Trời ơi, em nhiêu tuổi vậy năm nay á? 30. Còn này? 28. Hai người xứng đôi quá ha, 30, 28. Nhưng mà bình thường ở chung nhà 3 năm rồi. Nhưng mà ba mẹ biết chưa? Biết rồi hết rồi phải không? Rồi có bị chuẩn bị đám cưới gì chưa? À, thấy cưng quá à, hung chồng đi nha. Thấy ghét ghê gì đó trời. Thơm quá vậy mẹ. Gì cười gì bà. Ôm chồng mà hung với mắt cười kìa. Cười hứng khở gì đó. Đẹp trai thấy ghét ghê. Thôi mà đẹp ha. Ngon ha. Cao mét mấy, mét 7 không? Mét 82. Hỏi thấy cưng gì trời. Cảm ơn nha. Chúc hai người ăn ngon miệng mà ăn được không? Ngon. Ngon hả? Cảm ơn nhiều nha. Vẫn chơi thôi nha. Có vợ chưa? Chưa. Đâu? Mẹ. Dẫn ra mắt hả? Trời ơi, rồi sao được không? Trời ơi, ok liền á. Ok liền luôn hả? Mẹ chị quá trời ơi. Hả mẹ? Còn cái này là chị em hả? Chị em. Trời ơi, năm nay được nhiêu tuổi ông xã? 23. 23. Trời ơi, đó có bạn gái bạn trai gì chưa? Có bạn gái bạn trai gì chưa trời? Chưa hả? Ôm đi. Bỏ cái này ra đi. Chưa có bạn gái luôn hả? Chưa có bạn trai luôn hả?
có bạn trai mà gái chưa mấy má này cười hoài vậy trời, làm tại ngại tao trả lời không được nè. Từ từ sao chế làm nhanh quá, từ từ phải làm, phải làm nhanh. Trời ơi, chỉ ngồi ở trên thôi mà cái gì nó đâm cái mông em nè, nó đâm em nè, trời ơi là trời, nó đâm thiệt, cười cười là có thiệt đó. Trời ơi, rách quần rồi sao trời, biết sao đi trời, chị giữ gì chị không nổi gì đó trời. Có bầu liền tay nè, bao lên lầu có bầu với em nha. Năm nay được nhiêu tuổi ông xã? 23. Mới dậy thì à? Mới dậy thì luôn. Mới dậy xì mà sao cái này bự vậy? Tập gym, tập gym. Tập gym hả? Trời chuột. Tập gym không? To lắm hả? Nãy giờ giờ chuột nó không to mà cái cát nó to nè. Cái cát nó to ngon không? Trời ơi. Rồi hỏi chơi thôi, nãy giờ mọi người đến đây ăn ngon không vậy? Có món nào ăn được không xã? Mặn không? Được hả? Hôn em miếng rồi. Trời ơi, sướng gì đâu. Là má chồng cái đây. Ôm má. Ôm má chồng không có cảm xúc gì luôn á. Ôm con của má chồng mới đà. Cảm ơn nha. Chúc gia đình mình vui vẻ. Dạ, cảm ơn nhiều. Chị ơi, cảm ơn chị nha. Chị lấy bọc để ha. Em lấy bì để cho ảnh đi. Rồi. Thì sau đây thì cũng cảm ơn cả nhà nha. Dễ thương quá. Đi mấy người vậy chị? Đi 4 người. Đến từ đâu? Đến từ đâu? Đến từ đây. Rồi chụp đi. Đâu điện thoại đâu? 30 mấy rồi hả? Rồi có bằng tuổi em hả? Có bạn trai bạn gái gì chưa? Có vợ rồi, chia tay má ơi. Tưởng đâu chưa có vợ. Chưa tới. Mẹ này chưa. Mẹ ghét quá trời vậy đó. Trời ơi là trời. Người hâm mộ, người ảnh hâm mộ của anh nè. Rồi, cảm ơn mẹ nha. Trời ơi, có vợ rồi, không làm ăn gì được hết. Làm nãy giờ nuốt nước miếng từ đằng xa. Cảm ơn ông xã nha, cảm ơn nhiều nha. Chúc gia đình mình vui vẻ. Rồi anh có vợ chưa? Chưa. Rồi chừng nào có vợ? Chưa biết nữa. Chơi hết nổi không mới có vợ hả? Ờ. Trời ơi. Rồi chụp hình luôn, vui vẻ nè. Và sau đây thì Ti cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách. Những clip hình ảnh mỗi ngày để quay phim cho tất cả anh chị em được vui cười và được xem những tất cả hình ảnh của Thi làm việc mỗi ngày để phục vụ quý bà con cô bác của mình. Cảm ơn rất là nhiều, luôn luôn chân thành cảm ơn. Và đặc biệt nữa, quán nhà Ti hoạt động vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối. Tại app Gatsby Food tìm kiếm Ti Thi có đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Ti Thi vào clip ngày mai.